Mình là cô Đỗ Bé Bự đây, và hôm nay đã là ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Như vậy thì các bạn đang chuẩn bị thi HSK, đợt thi ngày 17 tháng 10 năm 2020 đã đến rất là gần rồi đúng không ạ? Và chắc chắn rằng bây giờ các bạn đang vô cùng là căng thẳng. Thế và có khá nhiều các bạn mà đang chuẩn bị thi HSK 5, HSK 6 và tất nhiên cũng có không ít các bạn đang chuẩn bị thi HSK 4. Hy vọng là Coco sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái bí quyết để làm bài thi. Thế thì Coco muốn nói với các bạn như thế này, để trước khi mà chúng ta làm bài thi á thì chúng ta phải tích cóp những cái kiến thức, và có rất nhiều những cái thành ngữ, những cái câu chuyện mà trong tiếng Việt của chúng ta là không có những thành ngữ tương đương. Vì thế cho nên là có thể là rất là khó để cho các bạn hiểu xem là ý nghĩa là như thế nào. Thế thì hôm nay Coco sẽ chia sẻ với các bạn bốn câu chuyện thành ngữ mà trong tiếng Việt của chúng ta không có. Hoặc là Coco chưa tìm thấy được những cái câu chuyện tương đương. Những cái tương đương thì Coco sẽ không nói với các bạn nữa, ví dụ như là ếch ngồi đáy giếng, hay là nhổ mạ cho lớn nhanh, hoặc là những cái thành ngữ thân quen thì thôi nhé, các bạn tự 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 xem. Thế và hôm nay thì Coco sẽ chia sẻ với các bạn đầu tiên, đó là một thành ngữ thường xuyên xuất hiện ở HSK, trong chương trình thi HSK, đó là hán tan xuế bù. Hán tan xuế bù, không biết là các bạn đã nghe thành ngữ này bao giờ chưa? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là hán tan xuế bù là một thành ngữ này bao giờ chưa? Có nghĩa là đi mô phỏng, đi học theo người ta, nhưng mà chưa học được thì cuối cùng lại đem chính mình, tức là quên mất chính mình. Thì đây là một cái câu chuyện liên quan đến một câu chuyện mà ngày xưa có một người ở một gọi là gì nhỉ? Hán Tan, các bạn có biết Hán Tan không? Đối với Khâu Khẩu thì Hán Tan rất là quen thuộc, bởi vì là trường Đại học Phúc Đán, mà bên chỗ cái cơ sở chính của bọn mình là ở đường Hán Tan, Hán Tan Lu, Hàm Đan, cho nên là Hàm Đan là một thủ đô của nước. Và vào thời đây là một câu chuyện mà tiếng Trung là Trang Sử, Trang Quốc Sử Chi, Yên Quốc có một người là Yên Quốc người, ta Thiên số Trào Quốc Hán Tan Nhân, Trào Quốc nước Triệu, Hán Tan Nhân走路的姿势特别优美，姿势là cái dáng đi bộ, cái dáng đi bộ. Ừ. 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 Có nghĩa là không quan tâm đến đường xa. Lái tàu Hàn Đan xuế xí tăng ti rấn dậu lưu tờ tư sư. Chế của nó, ta bù chỉnh mấy xuế đào Hàn Đan rấn dậu lưu tờ tư sư. Hãy bà tư chỉ yên lái dậu lưu tờ tư sư kể quăng lợ. Ràng hô tư chỉ yào phá khuấy lại. Có nghĩa là có một người ở nước Yên, nước Yên. Người này nghe nói là ở thủ đô của nước Triệu, là thủ đô Hàn Đan của nước Triệu, người ta có cái dáng đi bộ rất là đẹp, nhìn nó rất là gọi là nhẹ nhàng. Thế và không quản đường xa nhọc nhằn đã đến Hàn Đan để học cái cách đi bộ của người nước Triệu này, của người thủ đô nước Triệu này. Thế và thật là đáng tiếc, bởi vì anh ta không những không học được mà cuối cùng thì anh ta đã quên mất cái cách đi của mình như thế nào, và cuối cùng thì anh ta phải bỏ về nước, bỏ về nước. Thì tất nhiên là đây là một câu chuyện mà cô không biết là có thật hay không, nhưng mà câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng là bú yào khơ ý chi cải biên tự chỉ chi sử tha rấn cải biên tự chỉ, có nghĩa là không nên cố gắng để đi thay đổi chính mình. Thế và đây là một cái thành ngữ
rất có giá trị để nhắc nhở chúng ta, đó là cải biên tự chỉ, giao khan tự chỉ là theo gen rú khứa. Muốn thay đổi chính mình thì phải xem là cái điều kiện của mình có thích hợp không, có phù hợp không. Thế và nói đến đây thì cô xin phép được chia sẻ với các bạn một câu chuyện thành ngữ rất là hay, và cô thường xuyên sử dụng thành ngữ này để dạy cho các bạn, đặc biệt là các bạn lưu học sinh người Indonesia. Bởi vì người Indonesia thì cái lòng đố kỵ của người ta cực kỳ là lớn. Thế và người ta rất là hiếu chiến hiếu thắng và không chịu nhận là mình thua người ta. Các bạn ấy thường hằn học với lại là lưu học sinh Việt Nam, bởi vì là nói cho cùng thì lưu học sinh Việt Nam, thứ nhất là chúng ta trong ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta có đến 70 hoặc thậm chí là hơn 70% hoặc thậm chí là hơn những cái từ Hán Việt. Vì thế cho nên là chúng ta ví dụ như láo tùng là lao động, đúng không? Rất nhiều, cho nên là khi chúng ta học tiếng Trung á thì chúng ta học rất là đơn giản, mà hơn nữa là hệ thống phát âm tiếng mẹ đẻ của chúng ta có tận 6 thanh điệu, đấy là chưa kể những cái biên âm. Còn trong tiếng Trung thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 4 âm, mà làm sao mà khó được bằng tiếng Việt. Phong ba bạo táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Vì thế cho nên là phải nói rằng người Việt Nam rất thông minh, bởi vì ngôn ngữ tiếng Việt là rất là khó. Các bạn hãy tự hào về điều đó và tin Coco, bởi vì Coco đã dạy rất nhiều năm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Thế và cũng rất nhiều năm dạy tiếng Trung cho người nước ngoài, cho nên là mình nắm được hai ngôn ngữ này và mình biết là tiếng Việt khó hơn tiếng Trung rất nhiều lần. Tiếng Trung chỉ khó hơn chúng ta đó là cái chữ viết thôi. Thế và người Indonesia thì các bạn lưu học sinh Indonesia thường xuyên hỏi các bạn Việt Nam là Nana, Nan Bonan, Nan Bonan. Các bạn ấy phát âm 10 câu thì không được một chữ chuẩn à? Thế thì tất nhiên là các bạn Việt Nam cảm thấy là pu nán. Thế thì các bạn nói là bạn Việt Nam nói dối, nhưng thực ra là không phải như thế. Bởi vì các bạn Việt Nam nói là pù nán là đúng, bởi vì đối với trình độ của nó, đối với tư duy của chúng nó thì làm sao mà nó khó được. Còn đối với những cái người mà đầu nó đặc như quả mít thì đương nhiên là nó khó rồi, đúng không? Thế và Coco rất là đau khổ khi mà ở trong lớp có lưu học sinh Việt Nam và lưu học sinh Indonesia thì mình cảm thấy rất là căng thẳng. Thế và mình thì là giáo viên lại là người Việt Nam, cho nên là nếu như mà mình hướng về sinh viên Việt Nam một chút thì các bạn Indonesia bùng bùng ngọn lửa căm phẫn lên, ghen tị lên. Vì thế cho nên là mình dùng một cái thành ngữ này để dạy cho các bạn ấy, đó chính là xéo mả cua khứa. Xéo mả cua khứa là một thành ngữ là ngựa tiểu mã qua sông, ngựa nhỏ qua sông. Thì đây là một câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn nghe để coi như là các bạn gọi là gì nhỉ, gọi là chúng ta xả stress nhé. Mà phấn lì trụ trở y pì láo mà khứa y pì xéo mà. Mình nói xong tiếng Trung thì mình sẽ nói lại bằng tiếng Việt, cho nên là các bạn cố gắng nghe mình nói hết tiếng Trung rồi các bạn nghe phần tiếng Việt nhé. Mà phấn lì trụ trở y pì láo mà khứa y pì xéo mà. Yǒu yī tiān, láo mà duì xiǎo mǎ shuō: "你已经长大了，能帮妈妈做点事吗？"小马连蹦带跳地说：“怎么不能？我很愿意帮您做事。”老马高兴地说：“那好呀，你把这半口袋麦子拖到磨坊去吧，磨坊去吧。”小马驮起麦子，飞快地往磨坊跑去，特别的开心啊！跑着跑着，一条小河挡住了去路，河水哗哗地流着，小马为难了，心想：我能不能过去呢？如果妈妈在身边，问问她该怎么办，那多好呀！他向四周望望，哦，看见一头老牛在河边吃草，小马哒哒哒跑过去，问道：“
牛伯伯，请您告诉我，这条河我能趟过去吗？趟过去吗？老牛说，水很浅，刚没小腿，能趟过去。小马听老牛的话，立刻跑到河边，准备趟过去。突然，从树上跳下了一只松鼠，松鼠了个啥吧，拦住他的，大叫了起来：“小马，别过河，别过河，河水会淹死你的！”小马吃惊地问：“水很深吗？”松鼠认真地说：“深得很呢，昨天我的一个伙伴就是倒进这条河给淹死的。”小马连忙收住了脚步，不知道该怎么办才好。他叹了口气说：“唉，还是回家问我妈妈吧。”小马甩甩的尾巴，甩甩的尾巴，歪歪个对，跑回家去。妈妈问：“怎么回来了？”小马难为情地说：“难为情，一条河挡住了，我过不去。”妈妈说：“那条河不是很浅吗？”小马说：“是呀，牛伯伯也这么说，可是松鼠说河水很深，还淹死过他的伙伴呢。”妈妈说：“那么河水到底是深的还是浅的？你仔细想过他们的话了吗？”小马低下头说：“没想过。”妈妈亲切地对小马说：“孩子，光听别人说，自己不动脑筋是不行的。河水是深是浅，你去试一试就会明白了。”小马跑到河边，刚刚抬起前蹄，就冷着，松鼠又大叫了起来：“怎么，你不要命了？”小马说：“你让我试试吧。”他下了河，小心地趟过去，趟过去。原来河水既不像老牛说的那么浅，也不像松鼠说的那样深。câu chuyện mình kể đó là có hai con ngựa, một con ngựa già và một con ngựa con sống ở trong cùng một cái máng ngựa. Một ngày nọ thì con ngựa già nói với con ngựa con là: "Này ngựa con đã lớn rồi, thì con có thể giúp mẹ làm việc được không?" Con ngựa con vui lắm, nhảy lên, nhảy tưng tưng lên và nói: "Được chứ, con rất vui được làm việc giúp cho mẹ." Ngựa mẹ nói: "Thế thì hãy mang cái túi mà mạch lúa mạch này đi ra cái gọi là gì nhỉ? Cái lò xay để xay mạch đi." Ngựa rất là vui, ngựa con rất là vui mang cái bao lúa mạch đi ra lò mạch. Nhưng đang đi ở trên đường, bỗng nhiên có một dòng sông chắn ngang đường nó đi, và ngựa con
không biết phải làm thế nào. Nó nghĩ, giá như có mẹ ở bên cạnh để hỏi mẹ nên làm như thế nào thì tuyệt vời biết mấy. Và nó nhìn xung quanh bốn phía, bỗng nó nhìn thấy một con bò già, con trâu già, bò hay trâu không biết, đây chỉ nói là niếu bố bò, không nói là sởi niếu hay là khoáng niếu ha. Và ngựa con bèn hỏi: "Bác trâu ơi, bác cho cháu hỏi là cái con sông này nó cháu có thể nhảy qua được không ạ?" Trâu già nói: "Nước nồng lắm, chỉ ngang đến bắp chân thôi, có thể nhảy qua được đấy." Ngựa con sau khi nghe lời của bác trâu già bèn chuẩn bị nhảy qua, nhưng bỗng nhiên lại thấy còn bỗng xuất hiện một con sóc con. Con sóc con nói, con sóc con ngăn lại và nói: "Này ngựa, đừng có mà qua sông, nước ở sông này nó sâu lắm đấy. Hôm qua bạn tao vừa mới rơi xuống đấy, chết bị nước cuốn đi đó, bị nước gì nhỉ? Yên là chết rồi. Bạn tao bị rơi xuống nước và bị chết đấy." Ngựa con sợ quá và nói: "Hồ, không biết là làm như thế nào." Ngựa con ngay lập tức thu chân lại và không biết phải làm như thế nào, bèn thở dài một tiếng và nói: "Thôi, hay là về nhà hỏi mẹ vậy." Và khi mà ngựa con về nhà hỏi mẹ, khi mà ngựa con vung vẩy cái đuôi đi về nhà, ngựa mẹ hỏi: "Sao lại về?" Ngựa con cảm thấy rất là khó xử, nán với chim rất khó xử, nói: "Có một con sông chắn ngang qua, con không qua được." Ngựa mẹ nói: "Con sông đấy nó nông lắm mà." Ngựa nói: "Vâng, bác trâu già nói là nó nông, nhưng mà bạn sóc bảo là nó sâu lắm. Hôm qua một bạn sóc của bạn ấy còn rơi xuống nước và bị chết đuối cơ." Ngựa mẹ nói: "Chỉ nghe những lời người ta nói mà không chịu động não là không được. Con mà không thử, làm sao mà biết được nước sâu hay là nước nông?" Nghe ngựa mẹ nói xong thì ngựa con quay trở lại con sông đó và tự mình đi thử. Lại gặp trước khi thò chân xuống dòng sông thì con sóc lại chạy qua và lại choe choé lên nói rằng: "Đừng có mà qua sông, mày không sợ chết là nước nó đè, nó sẽ cuốn mày chết đấy, nó chết mày sẽ chết đuối ở dưới dòng sông đấy." Thế và ngựa nói: "Hãy để cho tớ thử đi. Thử rồi thì tớ mới biết là nó nông cạn như thế nào, nó nông sâu như thế nào." Thế và ngựa quyết định thử. Tất nhiên nó không quá nông như lời của bác trâu, nhưng nó cũng không quá sâu như lời của chú sóc. Các bạn đã nhận ra ý nghĩa của câu chuyện chưa ạ? Đó là gì? Đó là đối với con trâu, bác trâu già thì rất to lớn, vì thế cho nên là bác trâu lội nước thì chỉ ngang đến bắp chân thôi. Còn con sóc thì nó bé xíu à, vì thế cho nên là khi mà nó lội, nó rơi xuống thì tất nhiên là nó bị chết đuối. Vì vậy cho nên là nếu như mà chúng ta không thử, làm sao chúng ta biết được độ nông sâu, đúng không các bạn? Giống như các bạn chuẩn bị thi HSK này này, nếu như mà các bạn hỏi một bạn trình độ rất là tệ, rất là kém, không chăm chỉ là có khó hay không, thì đương nhiên người ta nói là khó rồi, có thể là người ta hù dọa bạn. Còn với những người mà trình độ rất là cao rồi thì đương nhiên là đơn giản. Vì thế cho nên là hãy tự lượng sức mình và thử bằng chính sức của mình. Ok, câu chuyện mà cô kể đến đây là hết rồi. Chúc các bạn ôn thi thật tốt nha.